Ba mỹ nhân của những cô gái chân dài sau 20 năm đều trở thành siêu mẫu. Anh Thư từ cô người mẫu nghiệp dư trong phim đến chị đại làng mẫu ngoài đời. Tuổi 40 làm mẹ đơn thân, sắc vóc hoàn hảo khiến ai cũng ngưỡng mộ. Xuân Lan thành công với nghề người mẫu nhưng lận đận trong diễn xuất. Đóng vai phụ phim người ta thì nổi, phim tự sản xuất thì thua lỗ. Cái nhà này, nó tăng mát là tài bản. Thanh Hằng làm kép phụ nhưng chỉ cần một câu thoại đã lưu dấu ấn. Nay là siêu mẫu nổi đình nổi đám nhưng vướng lắm thị phi. Những cô gái chân dài do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng làm đạo diễn đã ra mắt cách đây 20 năm. Thời điểm đó, bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả do là tác phẩm hiếm hoi đề cập đến chuyện hậu trường ngành thời trang với nhiều góc khuất, cám dỗ. Phim chính thức ra rạp vào năm 2004, quy tụ dàn mỹ nhân có nhan sắc, hình thể nổi trội thời đó. Tuy nhiên, để nhắc đến những cái tên ấn tượng và thành công nhất sau khi bộ phim ra mắt, có lẽ là ba nữ người mẫu gồm Anh Thư, Xuân Lan và Thanh Hằng. Trong những cô gái chân dài, Anh Thư đảm nhận vai nữ chính Thủy, vốn là một cô gái từ nông thôn lên thành phố theo đuổi giấc mộng làm người mẫu. Thời điểm tham gia bộ phim, Anh Thư đã là người mẫu chuyên nghiệp, song cô phải cố gắng thể hiện sự lóng ngóng, vụng về trong kỹ năng catwalk vì Thủy mới chân ướt chân ráo vào nghề. Có diễn xuất thuyết phục người xem, vai Thủy của Anh Thư nhận được nhiều lời khen. Cũng từ đây, sự nghiệp người mẫu lẫn diễn xuất của nữ nghệ sĩ càng thêm rực rỡ hơn. Không chỉ tham gia nhiều show diễn thời trang, đảm nhận những vị trí quan trọng trên sàn catwalk mà Anh Thư còn khá thành công trong việc đá chéo sân sang diễn xuất. Nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn trong loạt bộ phim như Tuyết Nhiệt Đới, Hồn Trương Ba Già Hàng Thịt và nổi tiếng nhất là trong hai phần phim 10. Sau 20 năm lăn lộn trong showbiz Việt, Anh Thư giờ đã mang danh chị đại làng mẫu, được lớp đàn em vô cùng nể phục. Có khoảng thời gian, Anh Thư gần như im lặng để chăm lo cho gia đình, nhưng vài năm gần đây cô đã bắt đầu trở lại hoạt động trong showbiz. Nữ người mẫu hiện làm mẹ đơn thân, có một cậu con trai 17 tuổi. Ở tuổi ngoài 40, Anh Thư vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Cô vẫn tham gia một vài show diễn lớn, đồng thời trở thành huấn luyện viên của show tuyển chọn người mẫu, đảm nhận vai phản diện trong những cô gái chân dài chiếu 20 năm trước là Xuân Lan. Dù là ngoài đời hay trên phim, Xuân Lan cũng là một nữ người mẫu xuất sắc. Cô được nhớ tới với hình thể mảnh mai, gương mặt lạnh, mái tóc tém và phong cách trình diễn cá tính. Trong suốt thời gian hoạt động, Xuân Lan giành được nhiều giải thưởng trong làng thời trang, sau này chuyển hướng làm huấn luyện viên và dành nhiều tâm huyết cho học viện đào tạo người mẫu. Mặc dù Xuân Lan thành công rực rỡ với nghề mẫu, song mảng phim ảnh của cô có hơi lận đận. Ví dụ đóng phim của người ta, như bộ của Vũ Ngọc Đãng thì rất thành công, nhưng đến lượt phim do cô sản xuất thì thua lỗ. Điển hình có thể kể đến tác phẩm ra mắt trong năm nay của Xuân Lan, Cái Giá Của Hạnh Phúc, chỉ thu về hơn 26 tỷ đồng. Chỉ là kép phụ trong những cô gái chân dài, song Thanh Hằng cũng gây ấn tượng chẳng kém gì Xuân Lan và Anh Thư. Với câu thoại 1m12 cùng cảnh phim khoe chọn đôi chân dài miên man, Thanh Hằng lập tức nổi tiếng với đôi chân có số đo cả nước nhớ. Theo đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, dù chỉ xuất hiện 2 phút, nhưng chính Thanh Hằng mới là người tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ nhất, tạo thương hiệu cho tên phim. Sau 20 năm làm nền ở những cô gái chân dài, Thanh Hằng giờ đây cũng có sự nghiệp người mẫu đáng ngưỡng mộ. Cô cũng được xếp vào hàng chị đại làng mẫu với những màn trình diễn ấn tượng. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng tham gia đóng nhiều bộ phim, trong đó có nhiều tác phẩm gây chú ý như Mỹ Nhân Kế, Những Nụ Hôn Rực Rỡ. Thành công, nổi tiếng, song Thanh Hằng không thể tránh khỏi những thị phi vây quanh. Một trong những ồn ào lớn nhất xảy ra gần đây khi Thanh Hằng có lùm xùm không nhỏ với Hoàng Thùy. Drama đã gây ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của Thanh Hằng, khiến công chúng không ngừng bàn tán về nữ siêu mẫu.